Hạn hán liên miên, lương thực hầu như mất trắng. Tình cảnh nhà ta giờ ra sao, các con thấy cả rồi. Các con hãy đi khỏi cái vùng khắc nghiệt này mà kiếm sống đi. Chúng con sao có thể để mặc cha ở đây một mình được chứ? Đúng vậy thưa cha, sao chúng con có thể bỏ mặc cha được? Cha già rồi, nhưng vẫn còn sức lực, cha tự lo liệu được. Các con cứ ở nhà thế này, thì sẽ đến lúc chết đói tất cả thôi. Cha chỉ lo cho cậu Út, các con cùng nhau đi, nhất định phải đùm bọc lấy em. Cha ơi! Cố lên con, dù chân con bị tật, nhưng con có đầu óc. Hãy cùng đi với các anh, no đói cùng hưởng. Cha ở nhà chờ các con thành công trở về. Nếu cha đã nói vậy, chúng con sẽ lên đường và nhất định làm nên chuyện cha ạ. Chúng con cũng sẽ lo cho cậu Út, cha đừng lo lắng gì hết. Các con hãy luôn hỗ trợ nhau, đừng tách rời là cha yên tâm rồi. Các anh ơi, đợi em với, em không theo kịp mất, các anh ơi. Mấy hôm nay, lúc nào cũng phải vừa đi vừa chờ nó. Phải đấy, mãi mà chưa qua mấy rặng núi, lẽ ra đi nhanh hơn sẽ bắt được cơ hội kiếm việc gì đó hơn. Vì vướng nó mà lỡ tôi hết việc rồi. Cứ chờ phải đợi hết ngày, chi bằng bỏ cậu ta ở lại đi. Dọc đường thế nào cậu ta cũng gặp được người tốt bụng, động lòng giúp. Anh em mình cứ đi trước đi. Anh cả nó chí phải, thế nào cũng có người giúp nó thôi, mình đi trước là tốt nhất. Vậy là hai người anh khỏe mạnh bỏ lại Tom, cậu em Út đáng thương với dị tật ở chân, để rảnh rang tiếp tục cuộc hành trình đến vùng đất mới. Lỗi đi thằng Út, chúng ta gặp vận son ngay lập tức. Đây đúng là thuyền bỏ hoang rồi. Chúng ta sẽ dương bườm lái tới vùng Santa bên kia đại dương. Nghe nói bên ấy trù phú vô cùng. Phen này nhất định anh em ta đổi đời rồi. Các anh không biết đã đi tới đâu rồi. Có khi vẫn đang ở phía trước chờ mình. Mình phải ráng lên mới được, không thể bỏ cuộc được. Tom đi liên tiếp không ngơi nghỉ. Khi đến khu hồ dưới chân những rặng núi thì kiệt sức ngất đi. May mắn cho cậu, bà tiên hồ Grand dưới núi đã chứng kiến tất cả câu chuyện của anh em cậu và quyết định ra tay giúp đỡ cho cậu. Thưa bà, đôi chân của cháu... mà bà là... Ta là tiên nữ hồ Green này, ta đã chữa khỏi chân giúp cho cậu đó. Trời ơi, có nằm mơ, cháu cũng không dám nghĩ một ngày mình có thể chạy nhảy. Giờ cháu có thể đi tìm các anh và bắt đầu hành trình tìm kiếm một miền đất mới để làm ăn rồi. Bà ơi, cháu biết lấy gì để cảm ơn bà đây ạ? Chiếc chùy này, cậu ra lệnh gì nó cũng làm theo. Còn chiếc túi, hễ cậu nói ra thứ gì, nó sẽ bị hút vào túi, dù ở bất cứ nơi đâu. Cậu là chàng trai thông minh và nhân hậu, hãy cầm lấy hai vật này. Bà ơi, bà, cháu muốn cảm tạ bà, vậy mà lại được bà tặng thêm vật báo. Giờ cậu là chủ nhân của chúng, cậu khỏi đi đâu mưu sinh nữa. Nhưng trước khi trở về nhà, hãy tới thị trấn bên kia đại dương, cậu ắt biết việc phải làm. Một con gà quay, hãy chui vào chiếc túi đi. Quả là chiếc túi thần kỳ. Tom lên nhờ thuyền buôn lớn, chẳng bao lâu đã đến được thị trấn bên kia đại dương. Mình đi từ cảng lên, thị trấn vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập cả ở đây. Có chuyện gì mà đông đúc thế cơ chứ? Cậu gì ơi, ở trong đó mọi người đang làm gì vậy ạ? Chơi bài ăn tài sản, vàng bạc, tóm lại là mọi thứ có giá. Cậu từ nơi khác tới hả? Có tài sản gì mang ra cược đi? Có một quý ông giàu có vô chừng, mấy năm nay đã khởi xướng chướng bạc này. Ôi trời ơi, cậu ta bị thua hết tài sản nên choáng quá ngất đi rồi. Có cần gọi thầy thuốc không? Trời ơi, các vị khéo lo, gã sẽ tỉnh ngay ấy mà. Lôi ra ngoài đã, kẻo gián đoạn cuộc chơi của chúng ta. Gã ông chủ nó phải đây. Vậy kia chính là chủ sông bài. Hắn ta chắc hẳn không phải kẻ bình thường. Mình phải làm gì đó mới được. Anh bạn, cho tôi tham dự với. Khá đấy. Với chiếc túi kỳ diệu của mình, Tom bố trí được một bọc vàng lớn và nhanh chóng bị thua sạch khi buổi chơi bạc kết thúc. Anh bạn, xem bộ anh nhếch nhác thế này, số tài sản anh vừa mất hẳn là tất cả ha. Nếu nghe ta thì anh sẽ cứu vãn lại ít nhất một nửa. Bằng cách nào?
bán linh hồn của anh cho ta. Đừng lo, anh vẫn sẽ sống, sống nhàn nhã là khác. Ngươi là quỷ dữ, đồ quỷ dữ độc ác. Chỉ có quỷ dữ thì mới cướp linh hồn người khác thôi. Vậy ngươi muốn bán linh hồn cho quỷ hay muốn mất tất cả đây? Đến đường này rồi mà còn lớn giọng. Quỷ dữ kia, bằng cách này ngươi đã chiếm đoạt bao nhiêu linh hồn rồi? Để xem ngươi còn làm bậy được không. Mau chui vào túi của ta đi. Thả ta ra, mau thả ta ra. Hãy ra sức mạnh mà nện đánh cả trong túi một trận đi. Xin hãy thả tôi ra, tôi chết mất. Cậu muốn gì tôi cũng phục tùng. Hãy lập tức biến khỏi nhân gian và thả tất cả các linh hồn và tài sản ngươi đã chiếm đoạt bấy lâu nay. Đừng hòng giỡn trò, ngươi cứ ở cùng trời cuối đất thì chiếc túi của ta cũng tóm được thôi. Tôi xin phục tùng tất cả. Đa tạ cậu cứu mạng. Không có linh hồn, chúng tôi bấy lâu nay chỉ như cái xác đã chết thôi. Là vì các vị ham mê cờ bạc, đến điều đứng phải bán linh hồn cho quỷ. Lần này tôi cứu được các vị, nhưng sẽ chẳng có lần sau nữa đâu. Mong các vị hãy tu tỉnh đi. Nhất định là như vậy, chúng tôi sẽ đi cảnh tỉnh nhiều người khác nữa. Tom sau đó đã chia số tài sản quỷ dữ chiếm đoạt cho người dân thị trấn trước khi trở về quê hương mình. Đi qua miền đất nào còn nghèo đói, anh cũng dùng chiếc túi bảo vật gọi tới vô số lương thực cứu đói. Các anh mình giờ không biết đã lưu lạc ở đâu. À, phải rồi, chiếc túi này có thể triệu hồi mọi thứ ở đâu, mình sẽ thử xem. Hai anh trai của tôi, hãy nhảy vào túi này đi. Sau trận bão biển, hai người anh của Tom tuy thoát chết nhưng bị dạt vào hoang đảo. Nhờ chiếc túi thần, họ được Tom triệu hồi trở về trước khi chết đói, chết vì bệnh dịch ở đảo hoang. Tom kể lại cho các anh về việc được gặp bà tiên giúp đỡ, được tặng bảo vật quý giúp được bao người. Hai người anh cũng thú nhận về việc bỏ rơi cậu và gặp nạn ra sao. Tom à, tụi anh thật sự là kẻ tội đồ khi bỏ mặc em giữa đường. Bây giờ thật sự tụi anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa. Thật sự em rất buồn vì không phải lạc mà là bị các anh bỏ lại. Nhưng giờ mọi chuyện qua rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. Từ nay về sau, anh em chúng ta cùng nhau cố gắng. Mình nhanh chóng trở về nhà thôi. Chắc chắn cha đang thống ruột lắm rồi. Tom và các anh trở về đoàn tụ cùng cha. Với chiếc túi thần kỳ, cậu đã giúp đỡ được bà con miền quê nghèo vượt qua những bận thiên tai khắc nghiệt. Nhưng chỉ những lúc thật cần thiết, họ mới dùng đến túi thần mà thôi. Anh nông dân thông minh. Ngày xưa, ở làng nọ, có một anh nông dân rất thật thà, chất phác. Anh nghèo đến nỗi không có nhà cửa ruộng vườn, nên phải đi làm thuê cho một phú hộ tham lam, bủn xỉn. Anh làm việc rất chăm chỉ, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời xuống núi, nhưng phú hộ cứ khất lần tiền công của anh mãi. Đến tuổi trưởng thành, anh cũng mong muốn sớm có một mảnh đất để cất một mái nhà và để được tự do trồng hái dành dụm tiền cưới vợ. Anh ơi, nghỉ tay ăn trưa đã. Nếu mảnh ruộng này là của anh thì anh định trồng cái gì? Anh định trồng lúa nếp. Đến mùa thu hoạch, anh sẽ đồ một cỗ xôi thật thơm đến xin hỏi cưới em. Trông hạnh phúc quá ha. Nghèo như anh thì cưới vợ về lấy gì mà nuôi vợ đây? Tôi có hai bàn tay này. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt. Anh có biết thế nào là một cuộc sống tốt không mà nói chứ? Tôi không mong muốn được sống trong nhung lụa, cũng không mong một đám cưới mâm cao cổ đầy. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau làm lụng, sống hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Ôi trời ơi, sao cô ngốc nghếch vậy? Không giàu có thì sao mà hòa thuận hạnh phúc được? Rồi cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh ta thôi. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Tôi có sức khỏe, không có gì là tôi không làm được. Nói thì hay đấy. Thôi được, ta có ý này. Nếu năm nay anh trồng được cho ta một vụ mùa thật bội thu thì ta sẽ cho anh một mảnh đất. Đó coi như là tiền công bao năm nay anh đã làm thuê cho ta. Có mảnh đất, anh tha hồ tự trồng trọt cấy cày mà đồ xôi cưới vợ. Còn nếu không làm được thì phải làm thuê cho ta suốt đời. Tưởng gì, nếu chỉ cần trồng được một vụ mùa bội thu thì tôi làm được. Tôi đã trồng trọt cấy cày bao năm nay, tôi đi làm việc ngay đây. Ấy ấy ấy, từ từ đã.
ta đã nói hết đâu. Anh phải trồng trọt ở đám rẫy chưa khai hoang trên núi ấy, không phải ở đây. Nhưng thưa ông, nếu bây giờ mới bắt đầu phát rẫy thì không kịp gieo hạt đúng ngày đâu. Mà không gieo hạt đúng ngày thì lúa không thể phát triển được tươi tốt, sao có thể được một vụ mùa bội thu được ạ? Ta không cần biết, anh làm sao thì làm, đến đúng vụ thu hoạch hãy mang đến cho ta những gùi lúa tốt nhất, nếu không thì đừng mơ đến việc cưới vợ. Em đừng lo, anh lên rẫy làm việc ngay bây giờ đây, anh sẽ gieo hạt đúng ngày cho em xem. Anh để em giúp anh với nhé. Đôi bàn tay em sẽ cùng anh làm việc, cùng anh xây tổ ấm. Nhưng bây giờ em hãy để anh tự mình vượt qua thử thách này, thì anh mới đủ tự tin và kiêu hãnh để mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này. Giờ chỉ cần rửa thật sắc thì mình có thể phát rẫy trong một ngày. Nhờ chiếc rửa sắc bén và bàn tay khéo léo đã quen với công việc đồng áng, anh nông dân dễ dàng phát hết nửa đám rẫy trong một ngày. Tối rồi, mình nghỉ lấy sức để ngày mai phát hết nửa đám rẫy còn lại, sau đó sẽ nhổ cỏ và làm đất. Thế nào rồi, anh nông dân chăm chỉ? Tôi phát được nửa đám rẫy rồi, chắc sẽ kịp gieo hạt đúng ngày. Cái gì? Nửa đám rẫy ấy ít nhất phải làm nửa tháng, mà anh chỉ mất một ngày đã phát xong ư? Tôi đã mài rửa rất sắc, có chiếc rửa này tôi làm nhanh gấp mấy lần người thường. Chà, ta chưa thấy chiếc rửa nào sắc thế này. Thảo nào, anh có thể cho ta mượn chiếc rửa này một lúc được không? Ta cho đám người làm, nhìn mà mài theo cho sắc. Nhưng ông phải trả sớm để tôi còn kịp phát rẫy vào sáng ngày mai đấy. Được, được, anh yên tâm đi, ta sẽ trả anh ngay khi mặt trời mọc. Mặt trời mọc lâu rồi, sao ông ta còn chưa đưa rửa trả cho mình chứ? Mình phải đợi thôi. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Hả, gì cơ? Côn trùng ăn mòn được chiếc rửa ư? Có gì mà anh kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh không biết có những loài côn trùng có thể ăn mòn cá rửa ư? Làm gì có chuyện côn trùng ăn mòn cá rửa chứ? Rõ ràng phú hộ giấu rửa của mình để mình phải chịu thua đây mà. Cậy mình thân côi thế côi mà ức hiếp ư? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta không dễ dàng buông tha một người làm thuê giỏi như anh ta được. Anh nông dân đành tay không mà phát rẫy. Dù tay chân say sát và đau nhức, anh vẫn không nản lòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm, không quản mệt nhọc. Tuy đã gắng hết sức, nhưng phải mất hết 10 ngày, anh mới phát rẫy xong và bắt đầu làm cỏ. Nhưng cỏ mọc tốt đến là, nhổ đi rồi qua một đêm sáng mai, đã mọc lại xanh mơn mởn. Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chậm ngày gieo hạt. Nếu thế này thì không được rồi, mình phải nghĩ cách đối phó với phú hộ mới được. À, phải rồi. Ông có muốn bò nhà ông Béo ra không? Trên rẫy cỏ mọc tươi tốt lắm, tôi chưa thấy ở đâu có cỏ ngon đến thế. Nếu ông cho bò ra đó ăn, thì chúng sẽ béo tốt nhanh lắm đấy. Ý hay đấy, ta có hai con bò háo ăn lắm, bao nhiêu cỏ cũng không đủ. Giờ được ăn cỏ tốt và nhiều thế thì còn gì bằng, anh lùa chúng lên đó đi. May quá, hai con bò này sẽ chén sạch đám cỏ trên rẫy của mình trong chớp mắt. Chẳng cần thuê người chăn bò, mà bò lại được ăn no, ăn cỏ tươi tốt nữa, đúng là một công đôi việc. Nhờ có hai con bò ăn cỏ mà anh nông dân rảnh tay làm đất. Chẳng mấy chốc mà đám rẫy đã sạch cỏ, đất cũng vừa tơi xốp, sẵn sàng cho ngày gieo hạt. Không biết phú hộ còn nghĩ ra kế gì nữa để cản trở mình không đây? Chi bằng mình đi trước ông ta một bước vậy. Anh nông dân quyết định bán hai con bò của phú hộ cho một người lái buôn để lấy một khoản tiền phòng thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, với số tiền này, anh sẽ tìm cách xoay sở giải quyết được. Chờ mãi không thấy anh nông dân đưa bò về trả, phú hộ đích thân lên rẫy tìm anh. Thật tiếc quá, bò của ông được ăn rất nhiều cỏ ngon, chúng đã béo tốt lên. Bỗng nhiên chiều hôm qua, một con cú bay qua cắp bò đi mất, tôi đuổi theo mà không kịp. Cái gì cơ? Một con cú cắp bò đi mất á? Vâng, nghe nói con cú này sống cùng một nơi với mấy con côn trùng ăn mòn rửa của tôi đấy. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Người dám... Hắn dám chơi lại mình à? Đừng hòng. Thôi được rồi, ta lên đây cũng muốn báo với anh bọn côn trùng đó cũng ăn hết lúa giống rồi, chẳng còn gì cho anh gieo nữa đâu. Thôi mơ đến vụ mùa bội thu đi nha. Lần này thì anh nông dân không phải lo gì cả. Với số tiền bán bò, anh có thể mua được những bao hạt giống tốt nhất. Điều này thì phú ông không thể lường trước được. Anh gieo hạt đúng ngày đã tính toán, nhờ mưa thuận gió hòa, hợp thời hợp tiết,
những hạt giống của anh chẳng mấy chốc đã mọc lên xanh tốt. Vụ mùa năm ấy, đám rẫy hoang đã biến thành cánh đồng vàng ống trĩu hạt. Không thửa ruộng nào trong làng bội thu bằng. Phú Hộ đành giữ lời hứa, để cho anh một mảnh đất tốt. Anh cất một mái nhà nhỏ, chăm chỉ trồng trọt cấy cày. Vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất của chính mình, anh đồ một củ xôi thật thơm đến hỏi cưới cô gái anh yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Củ hành kỳ lạ. Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Ôi, một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ trèo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Ủa, thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật, nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thổi nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này, mà dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi. Ra đúng là vợ ngươi. Cứu mình ơi, cứu em, mình ơi. Mau trả lại vợ cho ta. Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng cười vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau trảy kinh,
hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để em ân hưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng mình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin Loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư? Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà nàng cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau, cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mau mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xồ đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến.